lại đi thả đó cua nha. Nhưng lần này chúng mình hết cám để thả cua rồi, cho nên mình sẽ thay bằng cơm nguội nha. Mình sẽ để vào trong cái đó này và đi đánh cua. Đây, mở nắp đó ra, cho cơm nguội vào đây. Đó, đóng vào. Thế là xong. Kia chị để bên kia. Ok, xong rồi em ơi. Thôi đi về em ơi, thả đó xong rồi, chỉ cần đợi đến ngày mai là sẽ có cua thôi. Vâng. Đi. Đây đi lên bờ này. Thì bây giờ hai chị em mình sẽ đi nhấc đó cua nha. Đi thôi em. Đây này, em ơi, đó cua bọn mình thả đây này. Cũng có cua này, về thả vào trong chậu nhá. Vâng. Mới có 3 cái thôi. Kia kia kia. Đâu đâu đâu. Chị dám ra đây. Đâu? Ở đây. Đâm kỹ quá. Ui kinh. À. Hối ô.
mình sẽ đổ thành quả của chúng mình vào nhá. Vào trong chậu. Ui. Toàn cơm nguội. Có cua không? Không có cua. Mình không biết đổ ra toàn cơm. À, đây có một con cua rồi. Yeah. Yeah. Hết chưa? Ơ, có một con cua mắc đấy. Ơ, có một con ốc nè. Cái này không có con nào. Ô, cái này có nè. Ồ, hết rồi. Hôm nay ít thế nhỉ. Đúng rồi đó chị. Ồ, cái này cũng chẳng có con nào nè. Các bạn ơi, hôm nay là ngày gì không biết mà thả đầu cua ra chẳng có con nào, chỉ có mỗi 2-3-4 con cua rồi, buồn lắm. Em ơi, chắc tại hôm nay nhà mình hết cắm cua cho nên cua nó không vào. Mọi ngày vẫn còn cắm cua, đánh cua vào nhiều lắm, thế là hôm nay lại không có cua để ăn rồi. À, mai chị lại đi mua cắm cua về đánh tiếp nha. Vâng, ok chị. Còn bây giờ, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy like, subscribe, chia sẻ, rung chuông để ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn.